tham gia giao thông. Xin chúc mọi người có một ngày tham gia giao thông an toàn. Trăng ra vào ồn ào, bỗng sao ở đâu người hô hào. Nhìn nam trai buồn quá, mắt hai hàng lệ nhòa, trái uyên một cần và đó
hình như là nhà tôi. Người là một cô dân tình trạng sập sinh, thằng bé bơ vơ một mình. Từ ông cầu kinh đến bà cầu kỳ, chạy đua như hội thi. Anh hấm hớp chạy ra sông, im lặng chạy vào, kể với bao nhà báo lập công trạng. Cô bóng bớt chạy la chi, im lặng treo dao, kể nó sao thì sao, nhà tao còn tính mạng. Này ông gì ê, đi lại gần nhà cày. Bỗng nhiên hôm nay sao lại chạy không cần chống ngậy. Lửa mỗi một to, phương lo do tầm to. Giày dép quên mang, nhảy lò cò mà vẫn xin. Ba vốn dĩ lặng thinh, bất thình lình gọi mình. Cầm giúp tao một tay vài thứ này. Nhà mày có gì hay, cho tao thùng đựng giày. Kệ cháy đi, vì cái này quá. Ôi, không cháy đâu, cho xin mẹ. Đời là đời tôi, đã mất hết rồi. Chỉ biết than một mình thôi. Này cô chú bác anh chị, sao chẳng gần tôi được một tí. Chẳng ngóng trông được nhau, bầu ơi thương lấy đi cùng. Tuy rằng gác giống mà thôi, bỏ đi. Bạn ơi sao mà xem cháy nhà rồi này, phải làm sao là sao bây giờ. Thương thì thương nhớ chưa người này. Ông này, bà này, ông kia, bà cả ông kia nữa. Nói chung là chưa hết. Thôi cả năm mới chạy nhà một lần, lần sau hứa sẽ cần ân. Ta cứ nói sao đúng quần phần, trái ngang ra mặt thua. Mà thôi riêng mình tôi chẳng trông đợi điều gì. Đời như thế nó mới ly kỳ. Ha ha, ly kỳ, ly kỳ. Ta cứ nói như sếp nào, trái ngang ra mặt thua. Đừng ngắm buông lời như ra hiệu. Tầng dựng một một khói bay lên, tầng bốn náo loạn chạy ra cửa. Chạy đi ông ơi, chạy đi ông ơi. Tầng một tầng ba cùng nhau nhát, vẫn cố cất quần áo đang phơi. Bà ra tầng hai ôm két sắt. Chú ơi, bây giờ mày chú ơi. Cả năm cả tháng cứ lười biếng, anh em ra thể dục chút đi. Cả năm cả tháng ngồi một chỗ, anh em chạy loạn tí rồi về. Nhưng trên tất cả thì sống hay chết thì nhớ là cố mà check in. Đừng có nguy hiểm để có bức ảnh ngày phòng báo chí nó đánh tin. Hiệu lệnh tầng năm đã bắt bóc, tầng bốn hiểu ý trốn đi ngay. Tầng một tầng ba người lất phất, mồm vẫn lẩm bẩm. Bà ra tầng 2 chưa hết sợ, vẫn ôm cả két sắt đi chơi. Tập thể anh em tụ họp để công sau khi thảm họa đã di rời. Bạn ơi ra mà xem cháy nhà rồi này, phải làm sao là sao bây giờ. Thương thì thương nhớ chưa người này. Người ta thương nhưng gặp nạn thì làm ngơ. Thôi cả năm mới chạy nhà một lần, lần sau hứa sẽ cẩn thận. Sao đúng buồn phần, cháy nhạt ra mặt chua. Mà thôi riêng mình tôi chẳng trông đợi điều gì. Đời như thế nó mới ly kỳ. Các cô nói như sách mà, cháy nhạt ra mặt chua. Các cô nói như sách mà, cháy nhạt ra mặt chua. Để tôi kể thêm các bạn chuyện này. Chửi mày, con mẹ chúng mày, đừng để bố mày lên đốt nhà chết cô chúng dạ mày. Vâng, em xin dọn ngay. Tô dân phố được phen đi họp hội nghị, phòng cháy ngay thật hay điều tôi kỵ. Em xin hứa từ nay không liên lụy bọn chị, thiệt hết bao nhiêu mình em chịu thôi. Lầm lì lên xe không mũ không gương, đi qua cây xong thấy công an phường cười cường. Đây là đường của bố mẹ. Giao thông trưa nay giống như phiên chợ, vài người đi ngoan tỏ ra khiếp sợ.